Xin chào tất cả. Đúng rồi. Đúng rồi. Và đội bóng tốt hơn từ cơ phát. 5-6 xin lỗi anh em, lúc nãy mình đang set up lại các bạn. Lúc nãy tự nhiên nó bị đứt ra anh em ơi. Bây giờ chúng ta đang thấy là bên phía của Bình Dương đang có những sự điều chỉnh khi mà Mạnh Cường cũng vào sân. Mạnh Cường một trong những thủ công chất lượng. 5-6. Tất cả anh em đều gửi chúc tốt đẹp đến Mỏ Hồng. Mỏ Hồng quá là đá anh em ơi. Thật khó chịu đây rồi, thứ hai. Quả bóng quá tuyệt vời đến từ nút Cambodia. Ok anh em ơi, xin lỗi anh em nhé. Thầy Tú quyết tâm đưa bộ đội người Cambodia này về. Ok ok anh em ơi. Sáng ngày hôm nay chúng ta đi 12 trận đấu anh em ạ. Trận này thì anh em đánh cả hai cả. Tấn Pháp. Đã xảy ra chuyển phát bóng của đội mình. Mẹn Huân. Bao nhiêu bây là điểm 7 đều anh em ơi. Nhưng mà hiện tại lúc nãy nó bị đít áp ra cho nên là cái chất lượng mà slow motion nó không được tốt cho nên mình không có slow motion nha các bạn. Mẹn Huân. Bây giờ slow motion nó vẫn ok nhưng mà sẽ nó bị hơi không được mượt, như là đẩy lên 60 fps được, hiện tại mình chỉ để lại 30 fps thôi. Giờ lúc nãy là nó bị đít ra nè. Tám bảy cho đội này 97 dự bị hiện tại có Thắng Con và có cả Mạnh Cường nữa các bạn. Qua đội bóng tuyệt vời đến từ Hữu Đen. 89 ui dồi ơi, phát đốt mười tám thằng trai này sẽ là một trong những vũ khí để giúp cho bên phía thì đội tuyển cũng có được lợi thế trong quãng thời gian. Anh em đẩy lên một công tâm không đi nào mà đẩy lên một công tâm không xem ok nào mà. Còn hiện tại thì thời tiết khá là âm u cho nên là nó sẽ không được như trời mà nắng đâu nè. Rồi cái lại là mình hình như hơi bị ngược nắng anh em. Ngược sáng. 90. Và trận thành công của Đức. Quốc gì chưa các bạn? Đầu tiên có mà các bạn ơi, bàn đầu tiên vẫn có mà. Và đội bóng giữ tầm rất tốt đến từ Hữu Đen. 11. Các khán giả đang cổ vũ rất nhiệt tình cho chàng trai đang trẻ. Và cậu ấy năm nay chưa tròn 10 tuổi, mới 16 tuổi.
210 ngày thôi. Đúng rồi, mình có set up sẵn các trận lịch thi đấu trên liên kết trực tiếp nha anh em xem sắp xếp nó theo thứ tự, chứ còn giờ giấc thì nó không có chuẩn đâu anh em, tại vì đánh phủi mà, xong trận này thì sẽ đánh trận kia, không có chờ luôn nha các bạn. Mười 11 cho Đình Huy, bước một tốt của Thiên Minh Hùng, Thiên Minh Hùng vẫn vẫn còn pha phụ tốt của trong nhỏ, bây giờ sẽ là thủ đeo. Mười đeo, 11 đeo. Rất tuyệt vời, quá tuyệt vời. Đó là hiệu đẹp. Muốn phòng ngự ở vị trí vũ dưỡng và đã giúp cho bàn phía của những cái tên tiền huy. Vậy đánh 2 ngày nhé các bạn, 2 ngày. Tuyệt vời, quá hay cho Hữu Đen. Còn cơ hội tiếp tục đến với Thiên Minh Hùng. Thiên Minh Hùng vẫn chưa được cú hay của đồng nhỏ. Hãy Hữu Đen. Mười hai mười một cho Đình Huy. Và như vậy là block tấn công rồi. 13-11. Cambodia hiện tại cái phong độ nó đã xuống rồi anh em. Cái phong trào của Cambodia hiện tại nó đang đánh kiểu đánh kỳ đánh chế nhiều anh em ạ. Nó cũng như Việt Nam anh em vậy. Việt Nam hiện tại cũng kẻ tay cũng khá là ít rồi. Chưa được, cơ hội vẫn còn cho Đình Huy. Bây giờ sẽ là Hữu Đen. Không thành công và nỗ lực cứu bóng không thành công đến từ. Đen 2K6 chứ các bạn. Không phải 2K7 đâu, Hữu Đen năm nay cũng 17 18 rồi đấy. Rất nhiều những cô gái đang nhìn Huy Đen với ánh mắt chìm đến. 2K6 thì 18. Bán bóng cực kỳ hiểm hóc đến từ trong nhỏ. 15-13. Hữu Đen nha, 2K7 à, 2K7 à, 2K6 nha. Đút. Và chiếc bài 2 hơi lỗi rồi. Mười bốn, mười lăm. Mình nhớ là Hữu Đen như 2K6 thôi. Bóng còn cho team thi đấu. Ấy 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 ấy. Và không hiểu ý của bên phía
phía team thầy Tú rồi anh em ạ. Vâng, như vậy điểm set mô cho bên phía Đình Huy. Đu đen 2k7 à. Ok anh em ơi. Khi mà Túc Sông Gia nhận ra sự thiếu hụt vừa rồi thì là điều quá muộn. Một lần nữa thì huấn luyện trưởng Thầy Tú đã phải sử dụng quyền thao vào mình. Rồi nữa là ông cũng đã hết quyền thao vào ở ngay trong cái trận đấu này. Trận đấu bên phía của Kim Trung Huy họ đang có một điểm set point. Đồng nhỏ à? Ok, tí nữa sẽ vô zoom đồng nhỏ cho các bạn xem. Bây giờ là điểm set boy cho bên phía Đình Huy. Không được tốt. Và như vậy là trọng tài đã bắt lỗi cướp bóng của bên phía team Đình Huy. 15-16. Mặc dù là đánh bóng 4 nha, ngoài này nó vẫn là bắt cái lỗi cướp bóng nha anh em ơi. Không như là miền Nam. Miền Nam là đánh tẹt ga luôn anh em ạ. Vẫn phải theo luật của liên đoàn anh em. Đủ đen, bóng ngoài. 16-16. Và Dũng Lai phải vào phía dịch. Sẽ phải qua phiên dịch viên Dũng Lai. Anh em đánh tay cũng có thể like và chia sẻ cũng như là cũng có thể donate cho đây nha anh em ơi. Đấy, anh em có thể mắc quét mã QR mình đã có ghim trong màn hình nha anh em ơi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Đây là phát sóng cuối cùng của anh phía team Đình Huy. Đủ đen, trang cằn rồi đó mọi người.